vị đến với phần tin đầu giờ. Được mở đầu là phần tin thế giới với một bản tin đến từ Ai Cập. Các tổ chức truyền thông Ai Cập loan tin Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi sẽ bị đưa ra tòa vì các tội xúi dục, bạo động và sát nhân. Ủy viên công tố được trích lời nói rằng ông Morsi sẽ ra tòa với 14 nghi can khác. Ngày xử vẫn chưa được loan báo. Các tội danh bắt nguồn từ cuộc xô xát giữa những người ủng hộ và những người chống đối ông Morsi bên ngoài dinh tổng thống vào tháng 12 năm ngoái, dẫn đến cái chết của 7 người. Ông Morsi chưa lần nào xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông bị quân đội lật đổ vào ngày 3 tháng 6. Nhóm huynh đệ Hồi giáo đòi phục chức cho ông Morsi đã dựng hai khu lều trại lớn để biểu tình phản đối trong thủ đô Cairo. Cuối tháng 7 vừa qua, cảnh sát đã tấn công hai khu lều trại này, gây thiệt mạng cho hàng trăm thường dân. Nhóm huynh đệ Hồi giáo đưa ra con số người chết là hàng ngàn người. Quân đội đã thành lập chính phủ lâm thời, hứa tổ chức các cuộc bầu cử mới và sửa đổi bản hiến pháp cho thành phần Hồi giáo soạn thảo. Tổng thống lâm thời Abdi Mansour đã loan báo cho ủy ban gồm 50 thành viên sẽ thảo luận về những sửa đổi bản hiến pháp được đề nghị. Đa số thành viên ủy ban là các nhân vật cấp tín và các nhân vật chủ trương thế tục. Trong ủy ban còn có 5 phụ nữ và các chức sắc giáo hội Coptic Ai Cập và Kitô giáo. Ủy ban sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 8 tháng 9 tới đây. Và bản tin kế tiếp cho biết, thành viên nhóm bất đồng Iran bị thiệt tại trại Arad ở Iraq. Giống như sự kiện đã xảy ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2012, một nhóm bất đồng chính kiến người Iran và nhà chức trách Iraq nói rằng các vụ xô xát và các vụ nổ tại một khu trại nơi những người bất đồng chính kiến Iran đang trú ngụ đã gây thiệt mạng cho một số thành viên của nhóm này. Nhóm MEK, tên tắt của chữ Mujahedin Ekar, và chính phủ Iraq đưa ra những lời tường thuật khác nhau về vụ bạo động hôm Chủ nhật. Nhóm MEK nói rằng lực lượng an ninh Iraq bất ngờ kích giết chết ít nhất 44 người tại trại Ashraf, một cộng đồng ở mạng Đông Bắc Baghdad, nơi sinh sống của khoảng 100 thành viên của nhóm MEK là những người chống đối chế độ tăng lữ ở Iran. Nhà chức trách Iraq nói rằng các cư dân trong trại bị thiệt mạng vì một cuộc xung đột nội bộ của trại và bác bỏ việc lực lượng Iraq có liên quan đến vụ này. Tuy nhiên, một viên chức cảnh sát muốn được ẩn danh cho biết, quả thực, khu trại đã bị bắn hỏa tiễn sau khi những người trong đó ra ngoài và tấn công một lữ đoàn Iraq. Nhà chức trách Iraq nói rằng họ đang tìm cách xác định con số thương vong. Liên Hiệp Quốc cho biết họ rất lấy làm tiếc về sự việc xảy ra tại Ashraf hôm Chủ nhật tuần qua và dự định đưa một phái bộ đến trại để đánh giá vụ bạo động. Liên Hiệp Quốc nói rằng bổn phận của Iraq là phải bảo đảm an toàn và an ninh của những người trong trại. Bước sang một bản tin khác thì biểu tình phản đối Hoa Kỳ chuẩn bị tấn công Syria. Những người tên chống đối việc Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Syria đã xuống đường bày tỏ phản đối. Thứ Bảy tuần vừa qua, nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh đã được tổ chức ngay bên ngoài Tòa Bạch Ốc ở Washington và các nước khác. Trong đó có Pháp, Đức, Anh, Úc Đại Lợi, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ một ngày sau khi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra báo cáo về việc chính phủ Syria bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học sarin tấn công thường dân. Cũng có những cuộc biểu tình ủng hộ hành động quân sự đối với Syria. Các đồng minh của Syria cũng đã bày tỏ ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học là cực kỳ phi lý, trong khi họ đang chiến thắng trong cuộc chiến chống phe nổi dậy. Ông thách thức Hoa Kỳ trưng ra cho Liên Hiệp Quốc bất cứ bằng chứng nào về việc vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria. Một phái đoàn của Iran đã đến Damascus hôm thứ Bảy để tham khảo với chính phủ Syria. Tiếp theo sau một cuộc thăm viếng tương tự của phái đoàn Yemen hôm thứ Sáu tuần qua. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo trên thế giới
cũng bày tỏ ủng hộ một hành động quân sự. Thủ tướng Anh David Cameron đã đề nghị Quốc hội cho phép Anh Quốc tham gia cuộc tấn công Syria, nhưng đã không được thông qua. Thủ tướng Cameron vẫn ủng hộ quyết định của ông Tổng thống Hoa Kỳ và không bỏ qua chính phủ Syria chuyện này mà không trừng phạt tội ác chiến tranh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Bob Carr thì bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ của Tổng thống Obama đã cân nhắc kỹ lưỡng một cách đáp ứng thích hợp. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi một liên minh tình nguyện để giúp chấm dứt đổ máu tại Syria. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Bảy, ông chỉ trích Nga và Trung Quốc đã ngăn cản nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Syria phủ nhận tố cáo đã sử dụng vũ khí hóa học và cáo buộc phe đối lập đã sử dụng vũ khí hóa học. Chính phủ Assad cũng đe dọa sẽ trả đũa bất cứ một hành động tấn công quân sự nào của nước ngoài. Tổng thống Barack Obama đang mưu tìm sự ủng hộ của quốc tế cho một hành động quân sự để dẫn đến việc đưa Syria ra chịu trách nhiệm cho hành động sử dụng vũ khí hóa học và ngăn cấm những hành động tương tự như vậy. Tuy nhiên, ông nói rằng Hoa Kỳ có thể đơn phương hành động nếu cần thiết. Và đây là bản tin Việt Nam. Công an Cộng sản Việt Nam ngăn cản hành hung tín hữu BGHS dự lễ giỗ đồng đạo ngày 28 tháng 8. Phái đoàn Phật giáo Hòa Hảo, Thuần Túy Vĩnh Long và Đồng Tháp bị Công an Cộng sản Việt Nam dân phòng và côn đồ hành động đánh đập. Trong lúc phái đoàn trên đường đi tham dự lễ giỗ của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hội trưởng Giáo hội BGHS Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tân, Tránh Thư ký Giáo hội BGHS Thuần Túy tỉnh Vĩnh Long cho biết, côn đồ đã tấn công và đánh người của phái đoàn ngay trước mặt công an và dân phòng, nhưng họ đã không can thiệp. Nhiều người trong đoàn đã bị thương. Ông Tân bị đánh chảy máu đầu và tín đồ Nguyễn Châu Lan bị đánh bầm tím mắt. Theo lời ông Nguyễn Ngọc Tân, khi đoàn đến bến đò Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ, đã có khoảng 40 công an, dân phòng, côn đồ đến áp đảo. Không cho đi nhưng đoàn phái BGHS Thuần Túy liên quyết không về. Sau đó, bọn côn đồ rực rùi cui của dân phòng và tấn công tới tấp người của phái đoàn đến chảy máu, đồng thời xô đẩy họ xuống phà, không cho phái đoàn đi tham dự lễ giỗ của đồng đạo. Theo tin, rất đông người dân đã chứng kiến cảnh lực lượng công an, dân phòng và côn đồ đàn áp, hành hung đoàn người BGHS, nhiều người la lên tại sao chính quyền đánh bạo hành người dân dữ vậy. Chính quyền gì mà độc ác quá vậy? Được biết, phái đoàn có 8 người, gồm tín đồ BGHS tại Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin đầu giờ. Xin quý vị vẫn giữ băng tần 56.5 để tiếp tục theo dõi những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Xin trân trọng kính chào.